Vâng, chào các bạn. Vật liệu Perechon là sản phẩm chống thấm mao dẫn thi công trên bề mặt dùng để chống thấm và bảo vệ bê tông. Thì sản phẩm được sản xuất thì bao gồm xi măng thông dụng, cắt tinh thạch anh loại đặc biệt và một số loại hoạt chất chuyên biệt. Perechon thì chỉ cần pha trộn với nước trước khi sử dụng, được thi công trên bề mặt bê tông thì các cái hóa chất hoạt động phản ứng với độ ẩm và các sản phẩm phụ của quá trình thủy hóa xi măng gây ra phản ứng xúc tác và tạo ra cái cấu trúc tinh thể không hòa tan. Đó. Thì những hoạt chất này thì đi sâu vào trong bê tông theo áp lực thẩm thấu và tạo nên những cái mạng tinh thể giúp hàn gắn các mao mạch và đường nứt co ngót trong bê tông. Thì quá trình này thì hữu hiệu cho cả hai trường hợp là chúng ta thi công chống thấm ngược và xuôi theo chiều áp lực nước. Tuy nhiên thì Perechon thì vẫn cho phép cái việc thông hơi qua cấu trúc, tức là bê tông thì có thể thở. Đó. Ngay cả khi bê tông đã khô thì các cái hoạt chất của Perechon vẫn nằm tiềm ẩn trong bê tông, và bất cứ khi nào mà bị nhiễm ẩm thì các cái hoạt chất này sẽ tự tái tạo và hoạt động tiếp để quá trình thẩm thấu sâu hơn và hàn gắn chống thấm các cái mao dẫn, các đường nứt giãn nở trong bê tông. Ngoài ra thì Perechon còn bảo vệ bê tông chống lại cái sự xâm thực của nước biển, nước thải, nước ngầm và các cái hóa chất khác. Perechon thì được chấp thuận cho cái việc sử dụng tiếp xúc với nước uống và vì thế mà phù hợp để thi công cho các cái bể chứa nước này, hồ chứa nước này, nhà máy xử lý nước. Đó. Thì Perechon thì tinh thể thì chống thấm, thẩm thấu toàn bộ thì được thi công cho tất cả các cái cấu trúc bê tông cũ hay là bê tông mới thì đều chúng ta đều thi công được. Perechon thì có khả năng chống thấm cho bề mặt tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với áp lực nước. Đó, chính như vậy mà đang được ứng dụng rất là nhiều. Đó, như là chúng ta chống thấm cho hầm này, tường chắn tầng hầm, nền mỏng, bể nước uống, bể xử lý nước thải, ô bít thang máy, vân vân. Thì để thi công được cái sản phẩm Perechon mang lại được cái hiệu quả tốt nhất trên các khu vực cần thi công chống thấm, chúng ta cần làm đầy đủ các cái công đoạn như sau. Bước 1 là chuẩn bị mặt bằng thi công. Chúng ta cần phải loại bỏ các cái tạp chất như bao tải, phần vữa yếu bám trên bề mặt bê tông bằng các cái máy móc chuyên dụng như là máy đục hay là máy mài. Chúng ta xử lý loại bỏ tất cả các cái ti sắt thừa có trên bề mặt, vệ sinh sạch mặt bằng, loại bỏ các cái tạp chất có trên bề mặt, xử lý tất cả những cái vị trí rỗ tổ ong bằng các vật liệu chuyên dụng kèm phụ gia và xử lý tất cả các cái điểm thấm bằng các cái biện pháp thi công đảm bảo nhất, tạo ra cái mặt bằng thi công tốt nhất, ổn định rồi sẽ thi công các bước tiếp theo. Bước 2 là sẽ tiến hành tưới ẩm cho khu vực thi công. Cái quá trình thi công vật liệu Perechon thì chúng ta cần tưới ẩm với một lượng ẩm đủ, không để đọng nước, không để bề mặt thi công có độ bão hòa kém, và chúng ta cần tạo một độ ẩm càng lâu càng tốt, và thi công tưới ẩm nhiều có độ ẩm tốt thì sẽ bắt đầu thi công. Bước 3 là sẽ tiến hành hòa trộn Perechon. Thì quá trình hòa trộn Perechon thì chúng ta cần hòa trộn theo đúng cái định mức mà nhà sản xuất đã ghi trên bao bì. Perechon thì phải được trộn bằng các thiết bị máy trộn, máy khuấy đó, thì với nước sạch cho tới khi mà đạt được cái độ mịn sánh sệt vừa phải, và chúng ta phải trộn hỗn hợp này trong khoảng từ 15 đến 20 phút, chúng ta khuấy đều hỗn hợp thường xuyên. Và khi mà chúng ta hòa trộn hỗn hợp bắt đầu thấy mịn này, chúng ta không nên thêm nước mà chỉ khuấy đều để chúng ta duy trì cái tính thi công làm sao cho nó dễ thi công nhất. Cái tỷ lệ hòa trộn thì đối với chúng ta thi công thường thường chúng ta sẽ thi công bằng chổi cọ quét, thì đối với bề mặt đứng thì chúng ta sẽ thi công 5 phần Perechon, 2 phần nước. Bề mặt ngang chúng ta sẽ thi công 3 phần Perechon và 1 phần nước. Thi công đối với sử dụng máy phun thì chúng ta sẽ đối với mặt đứng thì chúng ta sẽ thi công 5 phần Perechon với 2,75 nước, 5 phần Perechon và 3,25 nước đối với bề mặt ngang. Thì các bạn lưu ý đúng cái tỷ lệ này để chúng ta hòa trộn ra hỗn hợp đều nhất cũng như cái đảm bảo chất lượng nhất trước khi mà chúng ta thi công vật liệu này lên cái bề mặt chúng ta chống thấm. Bước 4 là thi công. Thì đối với bề mặt đứng thì chúng ta sẽ thi công 2 lớp Perechon với định mức là từ 0,7 đến 0,8 kg trên mét vuông bằng chổi hoặc là máy phun. Thì đối với bề mặt ngang thì chúng ta thi công tương tự nhưng với định mức là 1 kg trên mét vuông, thi công lên bề mặt bê tông hoàn thiện. Ngoài ra thì Perechon thì có thể là chúng ta rắc khô vào bê tông tươi khi mà nó đã đạt được cái thời gian ninh kết ban đầu. Thì đối với các cái mối nối thi công thì chúng ta thi công lớp vữa hoặc là rắc bột khô Perechon thì chúng ta thi công với định mức là 1,6 kg trên mét vuông ngay trước khi mà chúng ta lắp đặt thang máy hay là lớp kết nối bê tông. Thì đối với bê tông lót, khi mà chúng ta thi công hỗn hợp vữa hoặc là rắc khô bột Perechon thì chúng ta sẽ thi công với định mức là 1,4 kg trên mét vuông ngay trước khi thi công lớp bê tông phía trên. Cái quá trình chúng ta thi công nên thi công đúng cái định mức
từ 0,7 đến 1 kg trên mét vuông và thi công quét phủ đều, kín toàn bộ thành tường và sau đó sẽ thi công vào bề mặt sàn. Và chúng ta sẽ thi công phủ hai lớp các bạn nhé. Và đợi lớp thứ nhất nó khô ráo thì sẽ thi công tiến hành là thi công lớp thứ hai. Và thi công thứ hai thì cách khoảng từ 6 đến 8 giờ thì phụ thuộc vào thời tiết và nhiệt độ môi trường. Đó, để chúng ta có thể thi công lớp thứ hai. Và thi công lớp thứ hai thì chúng ta cũng đảm bảo tạo được cái độ bao hòa tốt nhất rồi mới tiến hành là thi công chống thấm cho toàn bộ bề mặt. Sau đó sẽ thi công tương tự như là thi công lớp thứ nhất. Các cái vị trí đã thấm thì chúng ta có thể thi công quét gia cường lại để đảm bảo, và trong quá trình thi công thì vật liệu phải được khuấy lại thường xuyên để đảm bảo cái độ mịn sệt của vật liệu chống thấm để chúng ta thi công cho đảm bảo nhất. Bước 5 là sau khi thi công xong thì chúng ta sẽ đợi toàn bộ cái khu vực mà chúng ta thi công sẽ khô và sẽ tiến hành là phun nước để là bảo dưỡng cho khu vực đã thi công, để bảo dưỡng cho bề mặt chống thấm ổn định nhất, đảm bảo cho việc chúng ta thi công chống thấm. Và trên đây là toàn bộ quy trình mà tôi đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể thi công được cái vật liệu Pedrochon chống thấm. Các bạn hãy xem đi xem lại cái video để có thể nắm được toàn bộ cái quy trình thi công cũng như cái tỷ lệ để chúng ta thi công cái vật liệu này, vật liệu Pedrochon, làm sao nó đúng tỷ lệ cũng như hòa trộn nó cho ra cái tỷ lệ đều nhất cũng như chất lượng nhất để chúng ta có thể thi công vào cái khu vực mà chúng ta xử lý chống thấm. Và mọi ý kiến thắc mắc hay là yêu cầu hỗ trợ thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0911 887 113 để được tư vấn cũng như để hướng dẫn về cái biện pháp thi công như là hỗ trợ thi công một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. Ngoài ra các bạn có cần mua các cái sản phẩm chống thấm liên quan đến chống thấm cho nhà vệ sinh này, chống thấm cho sàn mái, xenô ban công, chống thấm cho các khu vực như tầng hầm, bể chứa nước thì các bạn có thể qua trực tiếp số 156 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là đại lý Minh Nhật các bạn nhé. Thì đại lý này thì có cung cấp rất là nhiều các sản phẩm chống thấm với từng hạng mục phù hợp. Thì các bạn có thể qua mua và để được nghe tư vấn từng sản phẩm để chúng ta thi công mang lại hiệu quả tốt nhất. Và các bạn hãy đừng quên là đăng ký kênh Tư vấn Xây dựng để có thể cập nhật được những cái video mới nhất mà chúng tôi chia sẻ. Đó, để mỗi khi mà chúng tôi ra một cái video mới về hướng dẫn các vật liệu này cũng như hướng dẫn thi công các hạng mục thi công thì các bạn có thể xem ngay được. Đó, tránh bỏ lỡ, bỏ quên khi chúng tôi đăng tải video lên.